Ngươi lời, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã trở nên người phàm. Trích bài giảng của Thánh Phêrô Kim Ngôn Giám Mục. Thánh Phaolô Tông Đồ dạy rằng, nhân loại bắt nguồn từ hai người, ông Adam và Đức Kitô. Hai người này ngang hàng xét theo thể xác, nhưng xét về công trạng thì không ngang hàng. Hoàn toàn giống nhau về cấu trúc thể xác, nhưng lại hoàn toàn khác nhau về chính nguồn gốc của mỗi người. Thánh Phaolô Tông Đồ viết, con người đầu tiên là Adam được dựng nên thành một sinh vật, còn Adam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Adam đầu tiên đã được Adam cuối cùng dựng nên, được người ban cho linh hồn để có sự sống. Adam cuối cùng tự mình mà có, không phải nhờ ai khác ban sự sống cho mình, nhưng chính người rộng ban sự sống cho mọi loài. Adam đầu được nhào nặn từ bùn đất thấp hèn, Adam cuối được sinh ra từ cung lòng cao quý của Đức Trinh Nữ. Nơi Adam đầu, đất biến thành thể xác. Nơi Adam cuối, xác phàm được cất nhắc lên thành Thiên Chúa. Còn phải nói gì nhiều thêm nữa? Đây là Adam cuối, người đã in hình ảnh mình lên Adam đầu khi nhào nặn lên ông. Bởi thế, người đã nhận lấy vai trò và danh tính của Adam đầu, để con người mà Adam cuối đã dựng nên theo hình ảnh mình không phải hư mất. Đó là Adam đầu tiên, đó là Adam cuối cùng. Adam đầu tiên có khởi đầu, còn Adam cuối cùng không có cùng tận. Vì quả thật, người cuối cùng này mới chính là người đầu tiên như người nói. Ta là khởi nguyên và là tận cùng. Ta là khởi nguyên, nghĩa là không có khởi đầu. Ta là tận cùng, nghĩa là không có kết thúc. Nhưng Thánh Phaolô Tông Đồ nói, loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí. Loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó. Thật vậy, đất đai có trước hoa trái, nhưng đất đai không quý bằng hoa trái. Đất đai đòi ta phải rên xít và làm việc vất vả, còn hoa trái thì cho ta của cải và sự sống. Tác giả Thánh Vịnh lấy làm hiên ngang về thứ hoa trái này khi nói, đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Nhưng hoa trái nào vậy? Đó là thứ hoa trái mà tác giả nói đến ở một chỗ khác. Chính con ruột của ngươi, ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng. Thánh Phaolô Tông Đồ còn nói, người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về đất, còn người thứ hai từ trời mà đến thì thuộc về trời. Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra, còn những kẻ thuộc về trời thì giống như đấng từ trời mà đến. Làm sao mà những kẻ sinh ra như thế đã có thể được nhìn nhận là như vậy? Không phải vì ở trong tình trạng đã sinh, mà vì ở trong tình trạng đã được tái sinh. Thưa anh em, sở dĩ như vậy là vì thần khí đã pha trộn các nhiệm màu ánh sáng của người vào nước và làm cho lòng suối trinh khiết nên phong nhiêu. Nhờ đó, những con người trần tục phát xuất từ bùn đất trong tình trạng khốn cùng nay trở thành những con người thuộc thiên giới và được nên giống đấng đã dựng nên mình. Vậy, vì đã được tái sinh, đã được tái tạo theo hình ảnh của đấng hóa công, chúng ta hãy thực thi điều Thánh Phaolô Tông Đồ truyền dạy. Cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng hãy mang hình ảnh của đấng từ trời mà đến. Như chúng tôi đã nói, vì đã được tái sinh theo hình ảnh Chúa chúng ta, lại được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, chúng ta hãy mang lấy hình ảnh trọn vẹn của đấng hóa công, nhờ nên giống người hoàn toàn, không phải về vinh quang chỉ dành cho một mình người, nhưng về lòng trong trắng, đơn sơ, dịu dàng, kiên nhẫn, khiêm tốn, xót thương, hòa thuận. Nhờ đó, người đã đoái thương trở nên như chúng ta, và chung sống với chúng ta.